Kế 23, làm thế nào uy thế đối thủ? Phàm những kẻ phong lưu đứng trên đài đều có những thế lực bên trong bên ngoài ủng hộ, thì mới duy trì và triển khai uy thế của mình. Tìm được cây trụ chống đài chủ yếu, triệt hạ trụ này hay lên đổi thành trụ khác. Đó là thủ đoạn chủ yếu để hạ đài. Kẻ tiến công ta tất nhờ vào hậu phương vững chãi, cho nên uy hiếp hậu phương của họ làm cho sân sau của họ bốc cháy là một trong những thủ đoạn hạ đài. Kế vây ngụy cứu triệu là mưu kế điển hình nhất. Người cao ngạo đều có vốn liếng để cao ngạo, mỗi người một kiểu khác nhau. Nếu như dùng thuốc đúng bệnh, phong tỏa vườn sản xuất của họ, thì giống như rút củi dưới đáy nồi, nhất định biến họ thành ngoan ngoãn. Đại bộ phận ai cũng cố bám lấy thể diện, nhằm đúng vào nhược điểm của đối phương. Họ sợ cái gì đem đến cho họ cái ấy, tựa như lay cây trụ chống đài của họ, thì dù người lòng tim dạ sắt, mềm rắn đều không xơi đi nữa cũng không đứng vững được. Cũng cùng đạo lý, lòng tự tin, dũng khí, cảm giác thỏa mãn của đối phương đều có thể đạt đến triệt hạ cái đài tâm lý của họ. Chiêu lợi hại nhất là tiêu hủy hy vọng của họ. Một người vô vọng thì không có tâm tư nào lên đài múa hát, kinh doanh nữa, đài của họ không cần phá mà tự đổ,